Này, ôi, sao hôm nay lại nghiên cứu đến báo giới nhỉ? Bác Phụ, bác vào bác đóng cửa đi, em cũng dọn hàng, anh em mình đi luôn. Đi đâu? Đi đổi đời. Đổi đời ở đâu? Đây, em vừa mới đọc xong. Ông Hoàng Ngôi Sao ở công ty Lung Linh có mất một cây bút, đăng số tiền chuộc là 100 triệu đồng. Bây giờ em với bác đi thôi. Chú định đi đổi đời bằng cái tin trên báo này đấy à? Vâng. 100 triệu cơ mà. 100 triệu. Em với bác chia đôi. Tức là đi tìm cây bút này. Đúng. Để lấy tiền chuộc. Đúng. Chú định sới tùng cả cái thành phố này lên à? Ai cũng hám tiền như chú thì có biết bao nhiêu người ra đường gặp nhau để đi tìm cây bút này. Ừ hay. Này, tin này cũng là tin vớ vẩn đấy. Ôi, mình sống là phải có niềm tin. Niềm tin thế nào? Em nói với bác nghe, em với bác nai lưng ra mấy chục năm ở cái vỉa hè này, đã bao giờ có được cái số tiền như thế này chưa? Mình phải tự tin chứ đi bác. Không, tôi xác định với chú không thể tin vào những cái tin như thế này được. Vớ vẩn. Ok. Vớ vẩn là vớ vẩn nào? Tin thật đấy. Dạ? Tôi bán báo tin đâu thật, thì đi. Tin thật thế nào? Này, anh đừng xúc phạm người làm báo nha em nhé. Cỡ đấy. Mày đi bán báo thì mày bảo mày đi bán báo, mày bảo mày là nhà báo á? Em không bảo em là nhà báo, nhưng em là người làm báo. Em làm những cái công việc liên quan tới báo, em là người đưa báo đến tận tay người tiêu dùng, tận tay người đọc, chứ không là làm báo à? À thế à? Tức là cứ làm cái gì liên quan đến cái gì thì gọi là làm cái đấy. Ờ đúng rồi. Thế bây giờ tớ hỏi ví dụ thế này nhá. Thế là vợ cậu đi làm để lấy tiền, thế tớ có được nói là vợ cậu đi làm tiền không? Anh đứng mà vớ vẩn, anh cứ cho lung ta ông tục. Cái gì mình phải tùy trường hợp chứ đừng có kiểu dập khuôn máy móc cái kiểu đấy. Anh cứ nói vớ vẩn vẩn. Mà em nói thật, đây là tin thật. Tin thật thì mới đăng lên báo, còn nếu mà là tin không thật thì ngay ngày hôm sau là báo em đã phải là đăng cái mục gọi là đính chính xin lỗi độc giả rồi. À, đấy cái gì? Chú có biết cái kiểu xin lỗi, người ta xin lỗi kiểu gì không? Lúc đăng tin thì người ta đăng tận 2 tờ A4. Nhưng lúc xin lỗi thì cái tin xin lỗi nó chỉ nhỏ bằng nửa cái bao diêm thôi. Em hỏi thật bác nghe, thế đã bao giờ bác nghe người ta xin lỗi mà người ta giống cái mồm lên người ta bảo là xin lỗi? Hay là người ta chỉ nói nhỏ nhẹ là em xin lỗi? Thì đương nhiên là đăng nhỏ là đúng rồi chứ còn gì nữa, ai đăng to. Này, làm gì có cái chuyện có cái bút nào trị giá tận 100 triệu đồng? Ở không, thiệt, đây có là tiền chuộc thôi. Có thật đây này. Ui giời đấy, 200 cơ mà. Đi thôi bác ơi, anh em mình chia đôi mỗi người 100 triệu. Thôi nào, chú lại hám của đây à? Nghe tôi nói đây, 200 triệu gì? Tôi đảm bảo đây cũng là tin vớ vẩn. Người ta đăng tin như thế này, thực ra chỉ là để đánh bóng thương hiệu của người ta, để người ta biết đến cái cơ quan đoàn thể hay là biết đến cái tên của cái ông đấy mà thôi. Làm gì có cái chuyện có cái bút nào là trị giá như thế? Thì bác buồn cười chứ bác không hiểu cái gì cả. Người ta đây không nói là cái bút đấy nó giá trị từng đấy tiền, mà người ta biết nói thế nào nhỉ? Cái bút này nó có giá trị cái tinh thần với người ta thì sao? Anh em mình nghèo không quan trọng về tiền, nhưng đối với người ta giàu rồi, người ta đại gia rồi, người ta quan trọng về cái tình cảm, về tinh thần, về kỷ niệm. Chỉ cần chuộc lại cái bút đấy, chứ không phải là cái bút đấy nó trị giá là từng đấy tiền, 100 triệu hay 200 triệu. Nhưng nó phải là một cái bút thật sự trị giá. Nếu cái bút này trị giá thật thì ngay từ lúc phát minh, ngay từ lúc sản xuất, cả thế giới này đã biết đến cái bút đấy giá trị như thế rồi. Làm gì có chuyện đăng tiền chuộc để đắt đến mức độ như thế. Đây ấy, là người ta đánh bóng thương hiệu của người ta thôi. Tức là ý bác muốn nói là ông ấy đăng cái tin này để cho nhiều người biết đến ông ấy thì... Chứ sao? Bây giờ thế này, tôi nhờ chú một việc. Chú về cho việc cái chỗ mà chú lấy báo chú đi bán ấy. Chú đăng cho tôi một cái tin thế này. Thế nào? À, thế mỗi một cái tin như thế này nó đăng mất khoảng bao tiền? À, nếu mà đăng vào những cái mục như thế này thì nó mất 20-30 nghìn đấy. 20-30 nghìn tiền Việt Nam á? Đúng rồi. Thế thì chú đăng cho tôi một khoảng 1 tuần đi. Ôi, hơn 100 nghìn đấy. Được, phải đầu tư. Rồi thế đăng cái gì? Nội dung thế này, Mr. Michael Burb. Là tớ đấy. Chủ doanh nghiệp sửa chữa xe đạp, địa chỉ là tại chỗ này. Cái gì? Đây á? Doanh nghiệp sửa chữa xe đạp đây hả? Sao? Thì sao? Không, không là doanh nghiệp thì sao? Thôi được rồi, tiếp đi. Có mất một cái búa. Bác làm sao đấy? Búa có mấy chục nghìn, trong khi đó bác đăng tin lên trên báo mất hơn 100 nghìn. Mua cái búa mới mà dùng việc gì phải đăng tin? Cái búa bằng kim cương. Thôi, em lệ bác đấy.
Bác mà có búa bằng kim cương thì bác ra đây bác sửa xe làm cái gì? Ok. Chú chuẩn. Như vậy là chú rất hiểu vấn đề. Chú đã tiếp thị cái tên tuổi của mình. Đấy, tiếp thị cái thương hiệu của mình trên mặt báo để mọi người biết đến. Mặc dù chú làm gì có cái búa kim cương đúng không? Đúng không? Bởi vì nếu có cái búa kim cương thì chú đã không phải ra đường như thế này. Không phải, nhưng vấn đề ở đây là khi mà em đăng cái tin này lên xong, trong vòng một tuần sẽ rất nhiều người ở khắp nơi, người ta sẽ đến với cái cửa hàng của em. Em chỉ cần thế thôi. Đúng rồi, chú rất là chuẩn. Chính vì thế cho nên người ta mới đăng rất nhiều những cái tên, những cái tin như vậy ở trên báo. Người ta đăng rất nhiều những cái tin như thế trên báo để mọi người biết đến thương hiệu, biết đến cái tên tuổi của cái công ty ấy, của cái ông ấy, và người ta nổi tiếng. Đấy, ngay như là cái vụ gì đấy, có một cái ông mà ông ấy bảo là ông có cái bộ tứ linh đấy, sưu tập mấy năm rồi mấy triệu đô đấy. Ông ấy bảo là kể hết là tình huống nọ này rồi hoàn cảnh kia mới có được cái bộ tứ linh đấy, và nó trị giá là hàng triệu đô. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đem ra bán đấu giá. Nhưng thực ra sau khi người ta tìm hiểu thì cái bộ tứ linh ấy chỉ đáng giá có vài chục triệu thôi. Lập tức người ta gây cái dư luận phản cảm đối với những người xem, đối với những người làm cái công việc ấy. Chú thấy như vậy là tác hại không? Nào. Phản cảm thì bây giờ em nói kể cả là phản cảm, nhưng miễn làm sao đấy. Thế bây giờ kể cả là những cái việc như thế thì có phải là đến bây giờ tất cả mọi người đều biết đến đâu mới còn gì nữa? Vâng, kể cả chú, người ta đến đây, người ta hỏi đến cái búa kim cương của anh đâu. Anh không có búa kim cương, anh dở cái búa sắt ra, có phải là phản cảm không? À, còn chú thích nổi tiếng cái gì? Chú thích để mọi người biết đến mình cái gì? Cần gì chú phải dùng cái búa kim cương hả? Chú cứ tụt quần cởi chuồng đi ra ngoài đấy. Đường tức mai chú lên báo đàng hoàng mà không phải mất đồng nào cả. Chú vẫn nổi tiếng. Nhưng mà ai người ta lại đến nhờ một cái thằng điên, thằng dở đến cởi chuồng đi ngoài đường sửa xe? Trông như thế thì kinh quá. Được. Chú thế là rất hiểu vấn đề đấy. Chưa hết đâu. Ở trong xã hội này còn nhiều điều buồn cười lắm. Có những cái chú đã nghe chuyện người ta đoán đấu giá cái sim điện thoại chưa? À rồi, úi dồi ôi, này, sim điện thoại gì mà đến mười mấy tỷ là thế nào? Chứ sao, nhưng mà khi bán đấu giá xong nhá, tìm thì không biết là cái ông nào ông mua cả. Tìm không thấy người, tiền thì cũng chẳng thấy. Thế có phải là cái lúc bán đấu giá thì kể hết ông nọ, ông kia, nhưng đến lúc cần đến tiền thì chả thấy ông nào cả? Sao bảo là có ông gì ông mua rồi, đồng ý mua rồi cơ mà. Cái này là lỗi của ban tổ chức. Người ta mua thì phải tìm hiểu xem người ta là ai, tên là gì, địa chỉ ở đâu. Đằng này không biết người ta ở đâu cả, thế thì biết tìm ở đâu mà đòi tiền. Này, chú không biết là có những người biết địa chỉ đàng hoàng cũng chẳng làm gì được người ta. Chú không biết là vừa rồi có một số những nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu tổ chức ra một show diễn để quyên góp tiền tỷ đấy chứ. Thế nhưng mà đến bây giờ cũng đã có thấy đồng nào đâu. Thì tận mười mấy tỷ cơ mà. Tiền nhiều như thế thì làm sao mà người ta đưa cùng một lúc được. Người ta phải chở từ từ thì nó nặng lắm. Mà đấy là chưa kể mười mấy tỷ mà đổi ra tiền xu thì có mà chở cả năm chưa hết tiền đâu. Không nói chuyện cùn như thế được. Không phải là cùn, nhưng cái đấy thì nó là con phải tùy thuộc vào nhiều thứ chứ ạ. Thế đúng là bây giờ cũng chả biết tin vào ai nhỉ. Sống phải có niềm tin. Có thể những thứ chú đọc được ở trên này chú không tin, nhưng trong cuộc đời chú phải biết tin và phải có niềm tin. Bởi vì có rất nhiều người đáng tin. Có những người thậm chí họ nói rằng là giấu địa chỉ, giấu tên, nhưng họ sẵn sàng quyên góp, họ sẵn sàng bỏ ra đất này, nhà này, thậm chí tiền tỷ để ủng hộ cho mọi người mà không mong nhận lại được cái gì. Họ chỉ mang đến cái hạnh phúc cho người khác, đó cũng là niềm hạnh phúc cho người ta rồi. Cho nên bỏ ngay cái ý đồ búa kim cương của chú đi, trở về với cái búa sắt của chú đi. Không khéo trong cái lúc vá xăm mà cứ nghĩ đến cái búa kim cương rồi lại dẹn vào tay đi cấp cứu đấy. Có lẽ thế thật đấy. Cười cái gì? Hay là ông lại muốn đăng báo là trong lúc đi bán báo tôi mất cái tờ báo làm bằng bạch kim? Thì bác buồn cười đi, em bán báo thì em cứ làm nghề bán báo đó chứ làm sao mà bạch kim gì? Thôi em đi nhá. Báo ơi! Báo đây, báo thì đang văn hóa, báo bán giá đây! Tiến độ mới nhất của các trận đấu đỉnh cao châu Âu tối hôm nay đây!